Anh em có biết cái vượt nào mà có tiền chưa chắc chúng ta đã mua được hay không? Đó chính là dòng BP của Zonex. Bởi vì nó sản xuất cực kỳ hạn chế và chỉ bán ở thị trường Nhật. Chính vì vậy mà khi nó mới ra mắt thì anh em còn có thể mua được. Nhưng khi nó đã ra mắt một thời gian dài, muốn mua được nó thì cực kỳ khó. Hôm nay PSOP xin giới thiệu với mọi người bài trên tay cái Atrox 99 BP. Cây này vừa mới ra mắt nhưng cũng đã cháy hàng. Vậy nó có gì mà hot đến thế? Cùng PSOP tìm hiểu trong video ngày hôm nay. Với văn hóa của người Nhật, Zonex cũng không phải là ngoại lệ. Họ vẫn muốn mang đến một cái gì đó khác biệt cho người dân của mình mà ưu đãi này các nước khác không thể có được. Dòng PP là ví dụ. Tính đến thời điểm hiện tại, nó là dòng duy nhất còn sử dụng mã GP và số lượng thì cực kỳ hạn chế. Nó ít và khó mua bởi vì nó chỉ ra mắt đúng một lần duy nhất, nên kể cả trang chủ Zonex cũng không hề đưa thông tin. Hàng phân phối ở thị trường Nhật thì bao giờ cũng sử dụng bao nhung đen như trên màn hình anh em đang thấy. Nó khác biệt một chút so với hàng phân phối ở Việt Nam chúng ta. Có hai lý do. Thứ nhất là họ bảo vệ môi trường, hạn chế sử dụng đồ nhựa. Thứ hai là Zonex họ tính toán được rằng người chơi cầu lông thường xuyên và chuyên nghiệp thì bao giờ cũng sử dụng một cái bao vợt lớn, đựng được nhiều cây vợt. Chính vì vậy mà họ làm cái túi vải nhỏ này để người chơi có thể bỏ các cây vợt vào bao lớn mà không làm các cây vợt cọ sát vào nhau hay bị xước sát vợt. Nào, chúng ta cùng xem bên trong có gì. Chúng ta sẽ có một cây vợt. Một phía bỏ hành. Hết. Trước tiên chúng ta cùng xem qua tờ giấy hướng dẫn sử dụng và phiếu bảo hành. Tờ giấy bảo hành này thì toàn bộ bằng tiếng Nhật, nên anh chị và các bạn muốn tìm hiểu chi tiết thì vào Google search chữ Tokuda, nó sẽ có đầy đủ thông tin. Mặt trong chúng ta sẽ có thông tin của cây vợt để chúng ta ghi vào đây để từ gửi bảo hành. Thì có bao gồm có ghi thông tin về cốt vợt, số điện thoại, email. Trước đây thì ở đây là vị trí chúng ta ghi thông số tích và thông số của vợt, nhưng mà hiện tại bây giờ Zonex đã bỏ. Và phía dưới này dành cho cửa hàng bán ghi thông tin và ghi ngày tháng năm. Phía dưới này là các địa chỉ để chúng ta có thể gửi bảo hành. Ở phía bên tay trái thì chúng ta sẽ nhìn thấy được là hình cây vợt. Đây là cái hướng dẫn sử dụng của cây vợt. Phía dưới này chúng ta sẽ có thông tin bảo hành, thời gian bảo hành là 3 tháng. Ở phía bên này thì chúng ta sẽ có thông tin sử dụng vợt làm sao được an toàn và các lý do để chúng ta được bảo hành khi mà gặp sự cố. Và bây giờ mình sẽ để tờ phiếu bảo hành sang một bên. Nhìn tổng thể thì nó không khác biệt gì nhiều so với bản Atrox 99 Sapphire Navy bản thương mại bán ra trước đây. Trên thân vợt thì hãng cũng chỉ ghi Atrox 99, không có chữ BP. Điểm khác biệt so với Atrox 99 Sapphire Navy chính là phần màu xanh navy trên V99 thì hãng đổ sang màu trắng như ở phần chụp vợt và một mặt của một bên của mặt vợt như thế này. Mình có cây Atrox 99 Sapphire Navy ở đây, mời các bạn cùng xem sự khác biệt. Như các bạn có thể thấy được là phần màu xanh navy của cây 99 bản thương mại thì đã được đổi thành màu trắng. Đề can hai bên thì giống hệt với nhau, không có sự khác biệt. Và ở phần chụp vợt thì trên cây vợt 99 Sapphire Navy thì sẽ có màu vàng và cây 99 BP thì đã đổi sang màu trắng. Tuy có khác biệt nhỏ như vậy nhưng mà anh em có thể thấy được rằng nhìn tổng thể thì hai em nó hoàn toàn khác biệt. Cây Atrox 99 Sapphire Navy thì có tông màu trầm, trong khi đó chỉ thay đổi một chút với màu trắng thì cây 99 BP nó đã đổi sang một tông màu sang trọng hơn rất là nhiều. Chính vì cái thay đổi nền màu trắng nên là cái phần đề can tuy nó giống hệt với phiên bản Atrox 99 Sapphire Navy nhưng mà nhìn nó đã nổi bật hơn rất là nhiều so với bản thương mại đấy. Bây giờ chúng ta cùng xem các công nghệ. Đầu tiên là chúng ta có thể nhìn thấy dòng chữ High Module Graphics Super Slim Sat. Tiếp theo anh em có thể nhìn thấy dòng chữ Isometric. Đây là công nghệ từ thời Napoleon. Chắc anh em còn hiểu hơn cả mình nên là mình sẽ không nhắc lại nó trong video ngày hôm nay nữa. Ở mặt đối diện chúng ta sẽ nhìn thấy dòng chữ NAMD. Đây là công nghệ cốt lõi tạo nên dòng vợt Atrox. Và cây 99 là cây đầu tiên được Zonex áp dụng NAMD trên cả cây vợt.
Trước Atrox 99 thì Atrox 77 và Atrox 88 cũng đã sử dụng công nghệ NAND đi. Tuy nhiên thì nó chỉ được sử dụng trên một phần của cây vợt, là trên mặt vợt hoặc trên thân vợt. Còn với Atrox 99 thì Zonex đã ưu ái nó và sử dụng trên cả mặt vợt và thân vợt chúng ta đều có NAND đi. Ở mặt đối diện thì anh em có thể nhìn thấy dòng chữ Head Heavy 3 lần, gạch chéo 10mm long. Đây là cây vợt nặng đầu và mặt vợt lớn hơn các cây vợt thông thường 10mm. Chính vì vậy mà nó sẽ giúp tăng khả năng tấn công Smart uy lực hơn. Ở phía trên chúng ta sẽ nhìn thấy dòng chữ Rotational Generator System. Đây là công nghệ giúp cho mặt vợt có sự cân bằng. Và công nghệ quan trọng cuối cùng được áp dụng trên cây vợt Atrox 99BP đó chính là chụp vợt Kenji Bootcap. Chụp vợt này với hình dạng cấu trúc mới được vác hai bên. Đó là những công nghệ nổi bật được áp dụng trên cây Atrox 99BP. Bây giờ chúng ta cùng xem qua thông số của cây vợt. Cây vợt này có mã là AX99BP, thông số là 4U/5. Với dòng BP thì tất cả các cây vợt đều chỉ có một thông số là 4U/5, không có các thông số khác. Cây vợt này có mã màu là màu trắng, viết tắt là chữ Y. Thể hiện mã màu bên dưới là 011 là mã vạch của sản phẩm. Ở phía trên chúng ta sẽ có tem chính hãng của Zonex. Cái tem này là tem đổi màu, và khi chúng ta thay đổi góc nhìn thì màu sắc nó cũng sẽ thay đổi. Rất tiếc cây vợt này nó phần chụp này nó màu trắng nên là không thể nhìn rõ. Các bạn không thể nhìn rõ được trên hình cái thông số của nó. Trên này sẽ biểu thị thông số là 4U/5. Mức căng sẽ là từ 20 đến 28 pound và quy đổi ra là từ 9 đến 12,5 kg. Ở mặt đối diện thì chúng ta sẽ có cốt của cây vợt sẽ được khắc trên thân vợt, và con cốt là mã ngày sản xuất thì sẽ được khắc trên chụp vợt. Rất tiếc nó có một phần này là màu trắng nên là nó khá là mờ. Mã cây vợt này là 8258520 và con cốt ngày sản xuất là 160813GP. Như vậy là mình đã gửi tới anh chị và các bạn bài trên tay giới thiệu cái Atrox 99BP. Nếu anh chị và các bạn thấy video này hay hữu ích, đừng quên bấm like, share. Nếu chưa đăng ký thì hãy bấm đăng ký và bấm vào chiếc chuông thông báo phía góc cuối màn hình để nhận các video mới bên mình. Bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.